Anh Trần đi làm tại Vinhome Spas. Không có chỗ gửi xe, phải đi gửi xe chỗ nhà thôi. Tiêu rồi. Còn sao mà còn để mai xe tải đưa vô lấy dễ á. Đúng rồi, để góc luôn. Thay cỏ mới cho gia chủ tại Vinhome Spas, khu biệt thự mé sông Sài Gòn. Phần